Xin chào anh chị nhé. Hiện nay mình đang đứng ở đây là thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Trước mặt của tôi đây là một cái quỹ đất 37.000 mét vuông anh chị. Đất này nó có hiển thị hai con đường. Thứ nhất là con đường trước đất là đường này. Đằng trước chúng ta là mấy cột điện. Chỗ đó là ngày xưa có một cái doanh nghiệp người ta mua cái quỹ đất này là người ta hạ cái ba pha, thì bây giờ cái cột điện bây giờ vẫn có ở đó nhá. Ngoài đó là đường nhựa. Đấy, để hiển thị một con đường và đường sau đất còn thêm một con đường nữa. Đường này nó rộng 5 mét nhé, hiển thị trên số luôn đó, hiển thị trên số luôn là con đường này đó. Thì cái quỹ đất này nó diện tích là 3 hết 7 nhé, mình nhắc lại là 3 hết 7 nhé đó. Cái chủ đất này người ta đã san lấp mặt bằng hết rồi đó. Cái đất này nó ra đường nhựa ngoài kia thì chừng khoảng mấy trăm mét thôi, khoảng 100 mét thôi, 3 hết 7 thì nó ra tận đó đó, ra tận cái nhà đó đó, gần cái nhà đó nhỏ nhỏ đó đó là 3 hết 7, nó phải ra gần đó. Thì từ cái đất này ra ngoài đường nhựa khoảng 50 đến 100 mét thôi nha anh chị nha. Cái đất này rất là gần nha anh chị nhá. Từ đây ra khu nghiệp Bắc Đồng Phú, ra bệnh viện Hoàn Mỹ, ra trung tâm hành chính của thằng Đồng Phú, của huyện Đồng Phú anh chị nhá. Thì nó rơi vào khoảng chừng 2 3 cây thôi. 2 3 cây thôi. Đất của mình thì nó thích hợp làm nhà xưởng, công ty nhá. Anh chị nào mà công ty nào mà có nhu cầu mà mua đất để làm kho xưởng, nhà máy sản xuất thì quan tâm đến quỹ đất này. Vì cái quỹ này rất là phù hợp. Thứ nhất là cái vị trí ra ngoài DT41 khoảng 2 cây thôi. Đó, còn ra đường nhựa khoảng 50 đến 100 mét. Còn điện ba pha thì ngay đầu đó, đó. Ngay đầu ngoài đó nha anh chị nha. Đó. Còn cái giá bán của nó thì nó đang bán là 3 tỷ 8 một hecta anh chị nhá. 3 tỷ 8 một hecta nhá. Cái diện tích của nó là 3 mẫu 7 anh chị nhá. Đó. Đó. Đất này nó cũng ưu tiên về công nghiệp nhá, ưu tiên về công nghiệp anh chị nhá. Đó. Tuy nhiên thì anh chị nào mà mua để phân lô bán nền thì cũng được. Đó. Thế nhưng mà với diện tích nhỏ này thì mà lại ở trong này nữa thì phân lô bán nền thì nó hơi khó, nhưng mà công nghiệp, nhà xưởng thì ok anh chị nha. Mình cũng giới thiệu thêm, thật ra là cái chủ này ở cái diện tích này người ta có 10 mẫu rưỡi cơ, nhưng mà anh chị nào muốn mua lẻ thì người ta cũng bán lẻ là 3 mẫu 7 này, người ta bán lẻ này, hoặc là người ta bán một nửa là 5 hết, một nửa bên này là 5 hết đó. Hoặc anh chị nào có tài chính mua hết thì người ta bán hết, hoặc người ta bán một nửa, hoặc người ta bán 3 mẫu 7 anh chị nhá. Rồi, mình nhắc lại cái diện tích nhá. Diện tích là người ta bán lẻ là 3 mẫu 7. Giá bán là 3 tỷ 8 trên 1 hecta. Đó, vị trí thì nó thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhá. Cách đường nhựa 50 đến 100 mét. Điện ba pha cũng vậy. Rồi ra DT41 này, bệnh viện Hoàn Mỹ, khu nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, trung tâm hành chính đó là khoảng 3 cây thôi anh chị nhá. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Còn anh chị nào quan tâm đến cái quỹ đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 nhé. Cảm ơn anh chị.